các bạn, à, có khá là nhiều bạn đồng ý với lại cái gọi là cắm trại không sao với 6 sao mà phiên bản tên cây các bạn. Mình thấy có một bình luận của vài bạn và có rất là nhiều like luôn. Nên hôm nay mình quyết định là sẽ làm clip là không sao với 6 sao phiên bản cắm trại tên cây nha. Và vẫn như thường lệ là tụi mình sử dụng cái tép anh này để chơi cái zig zag này các bạn. Cây zig zag này thì nó sẽ có những cái số tiền tương ứng nha. Do cái lần này là cắm trại tên cây nên không cần quá nhiều tiền, nên 6 sao lần này chỉ có 10 triệu thôi. Không sao thì vẫn là 10k. 5 sao sẽ có 5 triệu, 1 sao 100k, 2 sao 500k, 3 sao 1 triệu và 4 sao là được 2 triệu. Và lần này là mình sẽ hãy trước. Tại tụi nó có nhiều. Và lần này là mình sẽ hãy trước các bạn. Thử xem là sẽ có cái gì. Có 1 sao. What the? What the? Nhân phẩm. What the nhân phẩm luôn bạn. Lần trước là mình thấy 34 gì đó. Vẫn vào 6 sao mà bây giờ mình thấy đầu tiên vẫn 6 sao. Thấy chơi vậy mất niềm tin quá ta. Mất niềm tin vào cuộc sống luôn. Buồn thiệt. Không sao không sao, anh lo hết. Rồi, tiếp theo là Tom. Xíu Tom ơi. Luôn luôn. Luôn rồi anh. Ê. Vô. Rồi. Tàu sẽ có là 100k, 1 sao các bạn. Bữa sao bạc là tàu 5 sao. Đúng rồi anh. Nay tàu xuống nhân phẩm rồi. Chứ không lẽ nhân phẩm cao hoài. Vậy vậy. Không sao á. Rồi tiếp theo là Dĩ ha. Không sao thì Dĩ. Rồi hay Dĩ ơi. Vô. Đúng rồi Dĩ, đúng rồi bò qua đó Dĩ. Đúng rồi, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đi đâu. Wow. 4 sao. Đây, 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 cô Dĩ sẽ có 4 sao với 2 triệu. Thôi thôi vô hát chơi. Anh Hương kia không sao thì đến thôi. Hương nha. Tao lúc anh thể hiện rồi. Ngược em. Thấy ngược luôn hả? Vô. Mấy người màu mè nè, Ê, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Wow. Yeah. Yes. Đây bạn ơi, chúng ta sẽ có là 2 sao với 500k. Cũng được ha, đối kiện ha. Càng nhanh là đủ rồi. Với một người ngàn đấu. Rồi ok, chúng ta còn 3 tờ cuối cùng. Tú hả? Vô em. Không sao rồi. Áp lực, áp lực, áp lực. Cầu chúa luôn kìa. Một là... Đây đẹp, đây đẹp, đây đẹp. Hay là, hay là, hay là. Hay là em. Phân xui mà. Đúng quá. Wow. Quá may mắn, quá may mắn. Cô Tú sẽ có 3 sao, 1 triệu đồng. Cái đó là ngon nghe. Thôi không sao. Rồi, người cuối cùng chúng ta chính là Cú An nha. 50-50. Chúng ta sẽ có là 5 triệu hoặc là 10k. Hoặc là Linh Hương hay là... Xuống biển. Không đâu, Linh Hương, Linh Hương. Lên gần hay xuống biển đây. Hãy lại. À, căng thẳng giờ, căng thẳng giờ. Ở bên đây nè, quanh bển. Thôi đây là quanh bển hả? Gì vậy? À? Ở bên đây quanh đây không ạ? À? Rồi, 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 rồi. Wow. Wow. Đây, 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 đây. 5 sao, 5 triệu các bạn. Rung luôn á. Nói chung là cái clip này là mình sẽ có 6 sao, cô An là có 5 sao. Hai người sao rất là lớn luôn. Ừ, cũng lớn rồi nè. 2 sao, Tú 3 sao, Dĩ mấy sao? 4 sao anh. 4 sao mà cuối cùng là 1 sao. Chúng ta với 1 sao. Quá may mắn. Rồi đây cả đám tụi mình đã vào được trong một nơi có rất là nhiều cây đó các bạn. Đó chính là trong rừng nha. Mà không biết là rừng ở đây nó bị gì mà những cái cây trong đây là nó chỉ đa số là gai thôi chứ nó không có trái cây các bạn. À, đầu ngày của mỗi đứa thì tụi mình đã gom lại mỗi người một khu vực nè. Như thằng Dĩ thì nó không sợ ma nên nó quyết định là nó ở xa nha các bạn. Nó ở rất là xa chỗ tụi mình. Đóng đồ người của nó ở dưới đây. Nó sẽ gọi là ở trên cái gốc cây này nha. Đây gốc cây rất là bự luôn. Có rất là nhiều nhánh luôn. Để nó có thể văng võng rồi dựng liều, dựng trại được các kiểu trên gốc cây này. Biết leo em? Biết anh. Toàn nó chỉ có 1 sao và nó có 100k nên bịch đồ người của nó rất là hiếm tố các bạn. Một bịch. Chỉ có bịch đồ ăn với lại chai nước thôi nha. Chúc tụi mình sẽ review sau. Clip lần này là sẽ không có cameraman bởi vì nó không biết leo cây các bạn. Nó nặng cả 100kg mà leo cây, nó té trong cái đùi là hùng phi đó là đổ nước hết các bạn. À, trong khu rừng này không biết bị gì mấy cái cây nó có rất là nhiều gai như vậy các bạn.
leo lên cái là ăn cho hết luôn nha. Cái cây này là mình chỉ là quay thử cho bạn coi là cái độ gai của nó thôi, chứ tụi mình là ưu tiên là lựa những cái cây mà gai ít hơn nha. Khi gai ít thì mình có thể mình góc như vậy nữa bạn, cho nó bớt gai thì mới leo lên được nha. Còn riêng cái cây này thì gai nó quá nhiều rồi, róc cho tới sáng luôn. Nói chung là cả đám tụi mình là sẽ lên cây dựng trại, khi dựng xong thì tụi mình sẽ bắt đầu giới thiệu đồ nghề của từng người nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ leo lên cây mình nhân giống nha các bạn. Còn mình thì sẽ đan cái tơ nhện trên cây nha bạn. Mình sẽ đem cái sợi dây thừng lên trên cây và làm một cái ổ nhìn nhện. Ở cái cây gai không? What the? Cái cây này gai không hả? Mà nói cái cây gai kìa. Có mấy cái gì nữa nè. À, bây giờ tới phiên mình nha mấy bạn. Mình thì có 2 sao à, nên mình sẽ làm một cái liều đơn sơ. Còn đây là những cái nhánh cây mình chặt được. Mình sẽ bắt ngang qua vậy. Đó, bắt mấy cây ngang qua ngang lại, làm hình cái tam giác. Sau đó trải này lên là xong, rất là dễ dàng. Đây là bộ khung cơ bản sau khi mình đã cột xong. Để sinh hoạt được trên cao thì mình sẽ làm một cái hang. Đó, hang để mình có thể leo lên đây mình cột thêm nữa. Chứ cái này khá là cao, khó hoạt động lắm. Này leo lên cây nữa là mệt lắm, nên mình sẽ làm một cái hang. À, hiện tại thì mình đã làm xong cái sàn rồi nha các bạn. Đây, mình làm xong cái sàn này là để có một cái hướng mà mình đứng trên đây nè, để mình bọc bột thực phẩm lại làm một cái liều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bọc luôn. Mình thấy trên mạng người ta làm á, nên mình bắt trước. Nhưng mà đứng trên đây hơi ghê. Không, cái bọc 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 của em nó bị rớt. Dạ hả? Ừ. Em tưởng cây rụng chứ. Đó, không qua. Phải bẻ cây đó kìa. Không được rồi. À, chắc là tình hình là mình làm cái này chắc tới chiều mới xong quá. Sau khi giăng dây ở 4 cái gốc cây các bạn, thì mình sẽ giăng những cái sợi dây ngang như vậy nè, để đan thành một cái tấm lưới trên cao nha. Rất là cực luôn các bạn. Mình phải leo toàn tan như người nhện như vậy. Từ đây hãy gọi là lâm Spiderman nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bơm cái ghế phao. Ghế này là của clip trước các bạn. Và mình mua thêm một cái gọi là cái giường phao nữa bạn. Cái này là một cái niệm phao. Cái niệm này mình thấy khá là hay luôn các bạn. Chúng ta chỉ việc bơm vô như vậy. Cái van này nó rất là hay luôn, nó không có xì hơi luôn các bạn. Thường là mình bơm những cái hát là nó sẽ xì hơi rất là nhiều. Cái van này mình rút ra nó vẫn không xì hơi luôn. Đây, các bạn thấy là không xì hơi luôn. Rất là dữ luôn. Made in China. Và khi muốn xì hơi ra thì chúng ta phải nhấn hai cái nút này nữa các bạn. Đây, rất là hay luôn. Không biết tại sao lại có cái loại van hay như vậy nữa. Thì nhấn nút thì nó mới xì. Rồi, bơm lại từ đầu luôn. Kỹ ta. Đó. Nói chung là van này rất là hay các bạn. Thì chúng ta nhấn nút thì nó mới xì, còn không nhấn nút thì cứ việc gắn ống bơm vô và bơm thôi. Đây, thì gắn vô. Sau đó bơm thôi. Rồi sau một ngày trời thì cả đám tụi mình mới làm xong các bạn. Nói chung là mấy cái liều bự bự như của mình thì tới giờ mới làm xong nè. Đây. Các bạn nhìn thấy là tút trên đây đó là cái gọi là cái nhà nhện của mình nha, nhà lưới của mình. Mình mất cả ngày để đan lưới và đem đồ được cái kiểu lên trển nha.
Đầu tiên là mình sẽ review nhà và đồ dùng của thằng một sao nha, Cu Toàn nha. Đây đầu tiên là cái gọi là cái lưới của thằng Toàn các bạn. Nó sử dụng những sợi dây dư của mình nè, nó đang thành một cái lưới. Đơn giản như vậy, cách mặt đất khoảng 1 mét nha bạn. Nó chỉ có 100k thôi nên nó lụm mấy cái dây của mình nó làm lưới. Và đồ ăn thì cũng có những gì em? Một chai nước, bánh mì ngọt, có gì nữa? Xúc xích với một lon nước ngọt, với một lon Mirinda xanh. Nói chung là nó uống nước, ăn xúc xích và ăn bánh ngọt các bạn. Do nó chỉ có 100k, nó chỉ xài được nhiêu đây thôi nha. Rồi tiếp theo là bạn hai sao thì ở khá là xa đúng không bạn, nó hết tự kỷ một mình. Bắt đầu cây ở đây ngon rồi. Rồi đây là liều hai sao của Hương. Vẫn tiếp tục là lá cây để che nhà sàn. Còn đây gọi là cái hang đúng không? Thấy có củi gì nữa nè. Này củi dự trữ. Đây mới là cái bếp lửa của Hương nè. À Hương đốt lửa trên đây hả? Bếp lửa. Đốt lửa ngay đó luôn. Cái này là mấy cái cây gọi là cây còn sống á. Ừ. Nó sẽ khó cháy hơn. Nói chung là Hương nó chơi đốt lửa trên cây luôn các bạn. Tức là Hương hoạt động hoàn toàn trên cây luôn. Ở đây chắc cao khoảng 2 mét mấy. Đây leo ghê quá, leo được không? Không. Thôi, lên chung làm cái ạp nè. Rồi hiện tại là mình đang ở trên cái nhà sàn của cô Hương các bạn. Nó rất là siêu vẹo luôn, chỉ chứa được một người thôi. Mình leo lên mình nghe nó kịch 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 rất là ghê. Cái này Hương phá lại luôn, hai người. Ghê vãi luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem hai sao mua đồ ăn gì nha. Đầu tiên là cái tấm nệm, tấm xốp để dành cho im. Im thôi, khoảng chừng 100 mấy, 200k. Rồi ok, tiếp theo. Hương có 500k mà. 500k, mua tấm này 200, tầm chừng khoảng 100 mấy đến 200. Rồi, còn lại 300k là mua hết đồ ăn luôn. Đâu? Hôm nay Hương sẽ... đây là bánh bao. Bánh bao. Bánh bao này nó nói là có thể nướng, có thể chiên được. Còn này là chả giò. Còn đây là một trái chú Mỹ siêu to khổng lồ. Trà Nhật Bản, chai Nutibut. Đây là hai trái bắp, đũa. Đây là cá hộp, nước, nước tiếp. Sa tới, chai cà phê, nét cà phê tiếp. Rồi, cuối cùng là chai dầu mè. Đây với là lại cái chai nước ngọt như kìa. Chai đó treo uống, uống chơi. Không ai hiếu thì cắm chạy. Rồi, tiếp theo là của cô Tú 3 sao các bạn. 3 sao thì nó chơi giỏng nha. Nó ký sinh cái gọi là cái liều của mình. Liều mình có máy che trên đó, nó ký sinh dưới đây là nó sẽ không sợ mưa nha các bạn. Rồi đầu ngày của cô Tú là gồm có những gì? Tiền có nhiêu? 1 triệu anh. 1 triệu. 1 triệu mà mua bèo chứ à. Không biết mua gì hết hả? Em đâu nướng được đâu. Ngồi tao giỏng không nướng được. Rồi đầu ngày của cô Tú là nó có là 1 triệu. Nó mua cái giỏng. Rồi mua mới đồ ăn giặt. Do nó ở trên giỏng nên nó không có đốt lửa được các bạn. Nên nó mua đồ ăn lì không à. Đồ ngày của nó gồm có là một con dao. Chôm. Rồi con này là tôm sống. Đúng rồi. Để làm cái gì? Xíu nữa em sẽ nặn chanh vô. Tái chanh hả? Đúng rồi. Rồi ổi. Xúc xích. Bento. Sữa. Xúc xích. Chanh. Cà phê. Bò hút. Xúc xích. Khu gà lá chanh. Muối ớt. Và cuối cùng là một chai nước. Nói chung là Tú là nó tới 3 sao lượng nhưng mà nó lại mua đồ ăn liền không các bạn. Nó là không có biết kỹ năng gọi là làm nhà đồ cái kiểu á. Nên nó chơi một cái võng và nằm trên đây thôi, chơi thôi. Đơn giản. 4 sao rồi nó sẽ dựng một cái tấm bạc như vậy. Dàn võng các bạn. Dàn võng trên cây khoảng 2 mét mấy 3 mét gì đó. Nó bật mấy cái đèn này nữa đó các bạn. Nhìn cũng khá là sáng nha. Rất là ấm cúng luôn em. Đồ ngày gồm có những gì? Nói chung là đồ ăn giặt nhiều lắm anh. Ừ. Bánh. Hai ổ bánh mì. Xúc xích. Xúc xích. Nước. Nước. Xúc xích luôn. Xúc xích. Sữa. Sữa. Chai dĩa. Đây là muỗng đũa. Xúc xích. Củ tiêu. Cá hộp. Bực cô gái. À với. Đây nữa nè. Đây có gì? À, chả lụa với nhãn. Chả lụa với nhãn. Cái mền. Chai nước dưới kia.
Rồi nói chung là đầu ngày của cô Vĩ là nó sẽ có đồ giặt chứ không có nấu nướng gì hết các bạn. 4 sao không cần nấu nướng gì hết. Nó hoạt động trên cái cây và cái võng, bắt đèn rồi cái kiểu như vậy nha. Phải nói là review mấy hàng trên cây cực kỳ gian khổ luôn các bạn. Quá gian khổ. Bá mấy cánh cây như vậy nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với 5 sao. 5 sao. Nó sử dụng cái màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm để chế tạo một cái căn phòng bằng màng bọc thực phẩm rất là giống ở trong cái clip mà của mấy hàng nước ngoài các bạn. Màng bọc thực phẩm nha. Trên đó có gì em? Mền hả? Mền với cái chăn mà em chắc em nghĩ không có dùng luôn quá. Trong đó anh thấy cái giường nó khá là nực luôn á. Không, em có chuẩn bị một cái quạt. Đây. Nó xây một cái nhà sàn bằng gỗ dưới đây. Cái này gọi là nhà bếp anh ơi. Thì gọi là một cái đồ để dành nó để đồ ăn các bạn. Là bằng cây. Phía trên đây thì nó sử dụng màng bọc thực phẩm để làm cái phòng ngủ. Nói chung là nó sẽ hoạt động dưới đây. Còn ngủ thì lên trên đó ngủ các bạn. Chứ đem đồ ăn lên trên đó là chắc không nằm được. Rồi mình sẽ review đồ ăn xem là có những gì nha. Phía bịch Eon dưới đây chúng ta sẽ có gì vậy? Nước suối anh ơi. Chúng ta sẽ có lon coca với lại hai chai nước suối nha bạn. Còn có là khô bò, hai trái chuối, cái kéo, kéo, đũa, trà, water. Em ăn trái cây. Đó là cái trái gọi là trái gì quên ta? Măng xôi. Măng xôi. Mầm xôi nha bạn. Lấy trái đó ăn thử coi, nhìn thử coi. Nhìn thử à? Ừ. Rồi đây là trái mầm xôi nha bạn. Ăn thử coi thì sao em? Ăn dần giống nho vậy? Vậy với giống nho. Giống nho, ngọt ngọt. Ừ. Có hột không? Hình như nước hột luôn phải. Vậy ăn luôn khu gì do tay nhỏ xíu rồi đúng không? Ừ. Ơi giống nho quá à. Không ngon cho lắm. Tại cái hộp đó là nhiêu tiền chứ? 495.000. 495.000. Lấy ra luôn thử coi được bao nhiêu trái, rút ra. Nhiều lắm anh ơi. Rút nhiều ra lắm. Được, rút ra được mà, nó có đồ rút mà. Không, không có. Sao kìa? Đó. Ấy rớt. Con trái rồi. Khoảng 20 trái đúng không? Chắc tầm đó luôn á. Khoảng hai mấy trái các bạn, 400.000. Quá dữ, trái khoảng 20.000. Em 100 mà. Trăm họ. Rồi, đây là thịt bò của em nè. Rồi, nó ốp thịt bò. Thịt bò sốt mật ong. Thịt bò sốt mật ong, chuẩn bị nấu nướng luôn đúng không? Dạ. Chiều mà. Rồi, cái chảo. Chảo. Bơ. Bơ. Này là gia vị. Gia vị. Rồi, đây em có một cái lẩu bò dành cho buổi sáng. Lẩu bò. Và chả giò dành cho buổi tối ăn chơi. Chả giò. Với một cái bánh sandwich ăn chung với bò bít tết. Bánh sandwich. Cái đó gì nữa? Phô mai hiếu. Rồi đây là phô mai kéo sợi. Rồi. Hết rồi. Tối nay là em sẽ nấu ăn trên đây luôn đúng không? Dạ, em sinh hoạt trên đây luôn. Ok. Rồi cuối cùng là 6 sao của mình nha bạn. Nói chung là số sao càng lớn thì càng cực nha bạn. Mấy hàng 1 sao, 2 sao, 3 sao là nó ok nhất. Những hàng mà càng sao càng nhiều thì làm càng nhiều. Như cô An là nó phải làm nguyên cái nhà bằng gọi là bịch mi lông đó bạn. Để nó ngủ ấm trong đó. Còn mình là phải đèn nguyên một cái giả lưới luôn. Đây, nguyên một cái giả lưới cách mặt đất khoảng 3-4 mét gì đó bạn. Giả lưới mình thì gắn mấy cây đèn này. Rồi những cái cây đèn nhỏ rồi cái kiểu nè. Cho nó sáng nha. Mình sẽ review đồ dùng. Đầu tiên chúng ta sẽ có là một cái niệm bằng hơi. Mình để phía trên đây để nằm im. Chứ mấy cái dây này mà nằm ngủ là tối nó chắc là nó rất là ơi lưng luôn các bạn. Phía bên đó chúng ta sẽ có một cái ghế hơi của clip trước. Sử dụng lại nha các bạn. Chứ mua thêm cái nữa. Không để làm gì hết. Phía bên đây thì mình sẽ có là một cái túi để dành đựng bình nước nóng lạnh nha các bạn. Mình đựng nước đá trong đây nha. Cái túi này là cái túi dành đựng bình nước. Đó. Mình đeo lỗ lãng như vậy. Mình để nước đá trong đây. Khi nào đủ nước đá thì mình sử dụng. Xung quanh là mình cột dây làm rào cản như vậy nữa bạn. Để đồ rồi nó không có lăn ra ghế rồi mình ngồi nó không có dựa xuống đất đồ các kiểu các bạn. Ghế hơi. Có bánh kinh đô với lại cái gói màu đỏ nha. Một phía bên đây thì mình sẽ có một cái bàn. Một chai nước bự. Cái này là cái mền lô kịp túi ngủ luôn nha bạn. Túi ngủ rất là bự luôn. Trên bàn của mình sẽ có là lẩu tôm zoom nha bạn. Lẩu này mà chúng ta chỉ cần bỏ vào trong nồi sau đó nấu lên là có thể hưởng thức rồi.
Rồi cái này là xúc xích với lại mochi. Nói chung là chiên lên và thử thức. Còn này là vừa mâm xôi mà vừa dâu tây các bạn, giống của ăn. Nửa tới mâm xôi với lại dâu tây. Còn này là tôm chiên giòn, chiên xù. Tôm tẩm bột tempura nha bạn. Chúng mình cũng sẽ chiên trên đây và thử thức luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu đồ ăn nha bạn. Còn có là hai cái bánh mì sandwich để dành sáng và ăn sáng. Một cái bộ mũ đũa, hạt dẻ, tương ớt mì ăn liền, nước mơ lên men, hạt dẻ. Rồi thêm một chai nước mơ nữa, một lon Pepsi mới. Này là để dành ăn với bánh mì các bạn, hạt phỉ. Còn đây là dầu ăn nha bạn. Tụi mình đi cắm trại lúc nào cũng phải chuẩn bị dầu ăn hết các bạn. Đây là một món đồ không phải hiếu nha. Nồi lẩu, rồi một cái dĩa và cuối cùng là một cái bếp cồn các bạn. Nói chung là làm nhà tinh cây, làm nguyên một ngày luôn mới xong, rất là cực luôn các bạn ơi. Quay cũng rất là khó nữa, thì di chuyển cũng rất là khó khăn luôn, đi lại đồ rất là khó. Ok, bây giờ tụi mình sẽ ăn tối luôn nha các bạn. Hàng nào mà đồ ăn liền thì cứ ăn liền, còn những người 5-6 sao như tụi mình thì sẽ nấu ăn nha. Bây giờ mình sẽ nấu ăn trong cái thời tiết gọi là lắc lư này nha. Đó, nói chung là mình có làm mấy cái hàng gạo các bạn, ngồi ghế nó có tỷ lệ mà nó lắc lư như vậy nè, nó đưa xuống cũng không có được nha các bạn, lưới đồ các kiểu nè. Đi thôi. Trời ơi. Ây da. Hiện tại là những clip bây giờ của mình làm là khá đầu tư về thời gian các bạn. Phải mất khoảng 2 đến 3 ngày mới có thể quay xong một clip các bạn. Có nhiều bạn hỏi là sao ra clip chậm quá. Mình cũng muốn ra nhanh lắm, nhưng mà những clip này nó đòi hỏi là ngủ qua đêm, phải soạn đồ trước một ngày đồ các kiểu các bạn. Phải tốn thời gian di chuyển đâu nữa, rồi đi mua đồ đồ các kiểu các bạn. Khi quay xong thì về nhà là còn phải ngồi chỉnh sửa đồ nữa. Nên một clip là mất khoảng 2 đến 3 ngày mới có thể hoàn thành được các bạn ơi. Mình cũng muốn ra nhanh lắm nha. Nói chung là những bạn nào mà chưa nhắn đăng ký kênh thì các bạn chịu khó nhắn đăng ký. Thì 2-3 ngày sau là mình cứ vừa ra video là các bạn sẽ nhận được thông báo liền. Còn những bạn mà không nhắn đăng ký thì do mình ra video khá là chậm các bạn, 2 đến 3 ngày mới ra video. Các bạn không nhắn đăng ký thì có thể các bạn sẽ bị mất thông báo luôn á. Nên những bạn nào chưa nhắn đăng ký thì các bạn chịu khó nhắn đăng ký nha. Vừa ủng hộ tụi mình có động lực thực hiện những video hay hơn, vừa nhận được thông báo sớm nhất nữa nha. Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ nấu ăn. Rồi, đầu tiên là một sao ăn trước các bạn. Ăn gì em? Ăn bánh mì á, bánh mì chả bông. Một sao thì nó ăn gọi là đơn giản các bạn, bánh mì. Này gọi là bánh mì bon bon, bánh mì ngọt. Uống gì? Uống Mirinda. Một lon Mirinda cuối cùng uống luôn. Nói chung là một sao là nó chỉ ăn bánh mì, xúc xích với lại uống Mirinda thôi các bạn. Sao nào càng nhỏ thì càng ăn hơi hảm nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai sao. Nó đốt lửa ở trên cái nhà sàn của nó luôn nha các bạn. Được, bây giờ hình thường hai sao. Đang làm món gì em? Tôi đang làm món bánh bao nướng. Đâu? Khá là đã luôn. Đâu đâu đâu. Wow, bánh bao nướng đang khui vậy ăn hả? Không, nó cháy vậy mà ăn mới ngon. Vậy hả? Hương còn tính nè, cái này lon này tính đem chiên. Nhưng mà sẽ làm hại với cameraman, lỡ đổ đè dầu mặt cameraman nên chút sẽ ăn âm hầm. Rồi thử khất thử coi cái bao nướng ăn như thế nào. Sao? Heo cái cảm nhận được. Chưa bao giờ mấy bao nướng nhưng mà nướng lên nó thơm lắm. Mà có đắng không? Không. Đang khui vậy? Ăn cái chỗ đen thử coi. Rồi không hư luôn. Nám miếng à. Cái này bọt nó y nó dễ bị nám vậy. Mà nó có chín đứng ở đây thịt đông không? Xá xíu đông không? Chín rồi. Hay à? Cái này là cái thực phẩm chín sẵn rồi, cần nướng thơ ăn được. Nói chung là thằng hai sao nó chơi trội với bạn, ăn bánh bao nướng đang khui. Chưa là chút viên chả ăn trời nữa. Mà lửa thì đốt cái tinh trời như vậy các bạn. Cái này là mấy cái hút cây tươi nè nên không bao giờ cháy được. Rồi tiếp theo là ba sao các bạn. Cô tú ba sao. Tối ăn món gì em? Đây. Món nặng chanh vô ăn. Tôm tái chanh hả? Đây là tôm sống nó nặng chanh vô định tái chanh ăn. Ok, thử khất luôn em, thử coi. Nặng vô đổi màu không? Nói chung là bạn Tú chịu chơi các bạn. Đi cắm trại mà dám ăn tôm tái chanh. Tối nay là chạy đi cầu không kịp luôn. Toàn là tối nay nghe mùi xịt của Tú là biết là nó làm lên võng luôn á nha. Nguy hiểm quá. Rồi đến thử con coi ăn ngày sao, có chấm muối tiêu gì không? Nó chín nè anh, con này chín nè. Ừ đúng rồi, con đỏ luôn rồi. Rồi ok, cô Tú đó chờ nãy giờ là khoảng
2-3 phút thì tôm nó đổi màu như vậy nha bạn. Nhìn hấp dẫn quá anh. Nó không có đỏ luôn nhưng mà nó thường thường như vậy á. Rồi, quốc thử các em. Thôi cái tối nay có làm chúa tải bồn cầu trong rừng không? Con bữa đó. Ăn nè. Thì bú tiêu lên. Ủa đây bú ớt. Em không ăn cái wasabi được nên hay hới bằng này. Hay không biết ăn wasabi nên ăn bú ớt. Sao bạn? Rồi. Ngon. 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 Có tanh không? Em nghe bình thường anh. Nghe mùi chanh không à? Có dai, có sực gì không? Nó kiểu như dai lại anh. Dai dai lại. Đúng. Nó săn lại. Mà ăn được. Được. Ok, ngon. Em ăn mình nha, được chia ai hết nha. Đúng rồi, em để ăn mình chứ không chia ai được. Đúng rồi, món ngon mà ăn mình đi, anh không ăn đâu. Rồi, tiếp theo là mình sẽ leo lên cái cây và review bạn 4 sao nha bạn. Nó ở địa hình khó khăn quá bạn. Tao rồi. Có cameraman nào mà phải leo cây như vậy không? Ây da. Tao rồi, mẹ ơi. Đây, mình đã tiếp cận được cái giỏng cô vậy. Ăn món gì em? Bánh mì với bánh mì cá hộp với xúc xích. Bánh mì cá hộp xúc xích với uống sữa. Với uống sữa. Thưởng thức món bánh mì chấm cá hộp và xúc xích. Sao? Ngon anh. Ngon hả? Lần đầu tiên mình thấy ăn lạ vậy luôn các bạn. Thường là ta ăn bánh mì cá hộp thì ok, này thêm xúc xích nữa. Ăn kèm. Rồi tiếp theo là 5 sao các bạn, ở nhà sàn nha. Của em chín rồi, giờ em sẽ cho phô mai lên. À, nó làm cái món cò, bò gì ạ? Bò sốt mật ong anh ơi. Bò sốt mật ong, phô mai kéo sợi. Dạ. Wow. Uống ù lông. Uống chợ ù lông, ăn bò sốt mật ong. Rồi thử thức. Sao được không? Nó dày quá. Bò dày quá. Nhai nó dai. Mỗi miệng. Nhưng mà ngon. Ngon. Ngọt ngọt của mật ong. Bò dữ mà, bò Nhật Bản gì mà. Nhưng mà em nghĩ là mình nên làm bò nhỏ thôi. Mỏng mỏng lận. Dày quá ăn không ngon luôn. Đúng không hấm được. Không hấm. Làm sao ăn cũng nói chung là cũng khá là ngon nha bạn. Wow. Trời ơi, cục bò nó dày như vậy sao ăn. Dày thật sự luôn á. Chút nữa em làm thêm món tráng miệng nữa. Rồi ok, tới lượt 6 sao của mình biểu diễn nấu lẩu trên cây vạt lưới rồi nha bạn. Rồi đây là lẩu bò tôm zoom nha bạn. Đây chúng ta sẽ được nguyên một đống thịt như vậy các bạn. Trong đây gồm có thịt rồi gói sốt rồi các kiểu á. Bây giờ mình sẽ xé ra. Bỏ vô trong cái nồi nha. Mình sẽ tắt máy xé ra rồi quay tiếp cho bạn, chứ mình có một tay à. Cameraman của mình hôm nay nó không có leo cây được nên nó nghỉ nha. Bên trong cái gói lẩu đó gồm có là thịt bò đấy bạn. Gói gia vị lẩu. Cái gói màu trắng đó mình không biết là cái gì. Chơi luôn. Và cuối cùng là một cái gọi là nước sốt chấm nha. Sốt chấm. Hồi nãy bên trong còn cái gói gọi là chanh xả ớt đó bạn. Nãy mình không thấy nha. Thịt bò nó che lại. Mình sẽ cho vào trong nồi luôn. Khoảng 10 phút thì nước nó sôi lên. Và mì mình bỏ vô đây. Rồi thịt bò này mình bỏ, nói chung là mình làm nguyên một cái nồi như vậy ăn luôn các bạn. Không có cái nhúng gì hết, ăn đại vậy luôn nha. Do ăn trên đây khá là khó khăn các bạn. Ok, mình sẽ thử thức. Thịt bò. Wow. Quá hấp dẫn. Rất là ngon luôn. Nói chung là cái cảm giác mà ăn ở trên khoảng cách 3 mét mấy như vậy rất là sợ luôn các bạn. Nó sợ một cái nó đổ cái nồi lẩu một cái là nghỉ ăn luôn các bạn. Chứ lại di chuyển khá là khó khăn. Ngồi như vậy ăn rồi nha. Nó chua chua. Cái bịch màu trắng hồi nãy á là cái bịch nước cốt dừa nha bạn. Nó bé bé của nước cốt dừa nè, rồi nó chua chua. Không có cay gì hết các bạn, không có cay gì hết. Nói chung là cái lẩu mà tôm zoom mà cái dạng bỏ vô nồi sau đó hử khất thì này ăn khá là ngon luôn các bạn.
Nói chung là ở trên cao nhưng mình vẫn cố gắng mình nấu cái đồi lẩu như vậy cho nó ra dáng 6 sao nha bạn. Ăn lẩu tinh trời. Ok, mình sẽ thưởng thức hết luôn nha. Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ đi ngủ nha bạn. Mình sẽ review chỗ ngủ của từ 1 sao cho đến 6 sao nha. Đầu tiên là 1 sao, Cu Toàn. Nó chỉ có 100k thôi. Và 100k nó dùng để nó mua đồ ăn nha bạn. Cái dây này là lụm bên mình. Rồi cái niệm này là, cái này là cái gì ta? Tấm ra nha bạn. Này là của Cu An nó cho. Nói chung là ăn nó dư nên cho toàn luôn. Nói chung là toàn nó lụm nhặt được mấy cái dây để đen thành cái võng. Rồi sử dụng tấm ra để dành nằm cho đỡ ơi lưng. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến 2 sao các bạn. 2 sao thì ở khá xa cái liều trại của tụi mình. Vẫn cái phong cách ngủ bình thường các bạn. Rồi tiếp theo là Cu Tú 3 sao. Ăn gì đã em? Khô gà lá chanh. Khô gà. Nó sẽ ngủ trên cái võng đơn giản như vậy thôi nha bạn. Giăng dây hai đầu sau đó ngủ thôi. Nó ngủ ở dưới cái liều của mình nha. Ở trên liều của mình là có tấm bạc các bạn. Nếu như có mưa rồi ở dưới đây tụi nó cũng rất là ok. Còn 4 sao thì nó ngủ ở trên võng, không có gì để quay hết các bạn. Quay như Tú thôi. Nó cứ lên võng mà ngủ thôi. Ở đó nó có tấm bạc để dành che sương che mưa nữa nè. Nói chung là 4 sao nó cao cấp hơn 3 sao 2 sao nhiều nha. Rồi tiếp theo là 5 sao nha bạn. 5 sao thì nó ở cũng khá là cao luôn. Tầng 1, tầng 2. Nó ngủ ở trên tầng 2 nha. Mình sẽ leo lên tầng 1 và đứng review tầng 2 của nó coi nó ngủ như thế nào nha bạn. Ở tầng 2 là bằng cái liều làm bằng cái gọi là mang bọc hương phẩm các bạn. Nó giăng như vậy nè. Cái nó chui vô nó ngủ thôi. Đây là cái chân nha. Có một cái quạt trong đây nữa. Mình nghĩ là cái màn bảo thực phẩm này ở trong đây nó khá là nóng luôn các bạn. Nó không đắp mền luôn. Nó cho toàn cái mền luôn mà. Đây ngủ quy dương là gọi là xét ốp vậy bạn. Được bỏ trong lồng kiến. Wow. Nhìn khá là ấm cúm luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lên ngủ các bạn. Mình 6 sao. 6 sao thì sống gian khổ nhất các bạn. Sống tuốt tinh trời luôn. Leo lên cũng rất là cực luôn các bạn. Mỗi lần mà mình đi lên đi xuống review tụi nó thật sự là rất là gian nan luôn. Đây phải leo cái cầu thang như vậy nè. Cầu thang này khá là gọi là giống đi máy bay các bạn. Bay trực thăng vậy. Trời ơi. Trời ơi. Mai chắc phải chới lận quá. Vậy là không được rồi. Ok, mình sẽ đi ngủ nha bạn. Trên mình khá là cao, cách mặt đất 3-4m lận. Mình không sợ lăn đâu bạn, mình có cột dây rồi hết rồi, không thể nào lăn xuống đất được nha. Mình chỉ đơn giản là nằm lên cái điểm hơi này. Đó. Như vậy mà ngủ thôi. Bên đây không lăn được mà bên đây cũng không lăn được các bạn. Nói chung là mình sợ lăn nên mình đã thiết kế là không phải lăn xuống đất được nha bạn. Tại ngủ trên cao mà. Ok, vậy mình ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi tới sáng mấy bạn ơi. Tới sáng rồi nha. Tối hôm qua là ngủ ở trên đây thì nó khá là ok mấy bạn ơi. Ở trên thì có mái che, không có xương, không có lá cây đồ gớt vô đầu. Rồi cảm thấy lạnh lạnh thì mình đắp cái túi ngủ này nè. Làm mền luôn. Rất là ok nha. Với lại ở trên cao như vậy nó cũng đỡ mũi các bạn. Có khoảng 1-2 con nó vo ve thôi. Đập phát hết luôn. Bây giờ mình sẽ rửa mặt, đi vệ sinh sau đó ăn sáng nha. Rồi buổi sáng của mình thì cũng đơn giản các bạn. Mình sẽ uống nước nước mơ Nhật Bản lên men có ga nha. Nói chung là mình thấy nước này lạ nên muốn uống thử các bạn. Có tiếng Nhật nè. Nước mơ. Ăn bánh mì sandwich. Quết với lại hạt phỉ các bạn. Rồi tét miệng thì sẽ là dâu tây và trái mâm xôi nha. Dâu tây và mâm xôi. Mình sẽ lấy cái bơ hạt phỉ này.
mình sẽ quét lên tại bánh mì sandwich. Hôm nay không có cameraman nên quay hơi khó, mấy bạn không cảm nha. Bữa sáng đơn giản nha bạn. Cái hạt phỉ này thì ăn là nó ngọt ngọt nha bạn. Ăn cái bánh mì rất là ok luôn. Rồi mình sẽ uống thử cái nước mơ Nhật Bản nha bạn. Nó có rất nhiều ga. Uống thì nó cũng giống như là uống trong bao các bạn. Nó ngọt ngọt. Rồi nghe nó có khá là nhiều ga, rồi có một tí gọi là lên men nữa bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ ăn tráng miệng trái mâm xôi với lại dâu tây nha bạn. Mình sẽ ăn dâu tây với lại mâm xôi để tráng miệng nha bạn. Ok, mình sẽ ăn thử cái mâm xôi trước nha. Từ mẹ sao chua dữ vậy. Mà nó bên trong nó còn có mấy hộp lý dí nữa. Ok, tiếp theo là dâu tây. Dâu tây thì nó chua chua còn ngọt. Nói chung là mình đánh giá là dâu tây ok hơn mâm xôi nha bạn. Mâm xôi ăn không có ngon. Nó nguyên một chùm như vậy nè. Mấy chục trái luôn, bây giờ chùm nho vậy. Rất là nhiều hộp luôn. Ăn nó sẽ ngọt ngọt chua chua. Mình không biết tả nó giống cái trái gì đó bạn. Nó ngọt ngọt chua chua mà nó vừa giống trái trăm bầu mà nó vừa giống trái nho đó bạn. Nói chung là trái này của nước ngoài nên mình không biết là diễn tả nó như thế nào nữa. Nói chung là ăn là nó ngọt ngọt chua chua nha. Rất là lạ. Tối hôm qua mình ngủ trong cái bức liều màn bầu thực phẩm này á. Nó rất là đã luôn. Nhưng mà có một cái bù lại thì nó nóng và chật hẹp á mấy bạn. Đây nè, để mình cho coi nè. Thì sao cái chân mình dưới đây á, nó có chút xíu à. Lúc đầu mình làm rộng lắm, không biết tại sao nó còn có như đây à. Còn nực á thì không sao, mình có cái quạt đằng đây nè. Nó quạt. Nói chung là tối ngủ trong cái màn bột thực phẩm này á thì rất là ok luôn. Không có gì để bình luận. Còn bây giờ thì mình sẽ xuống ăn sáng nha các bạn. Và súc miệng đánh răng các kiểu luôn. Buổi sáng của mình á thì sẽ ăn lẩu bò nha các bạn. Và đây là lẩu bò của mình là lẩu bò miếng. Và mình ăn chén miệng là mình sẽ ăn trái chuối Mỹ và uống Monster nha. Do là nhà mình giàu quá nên mua ăn tiết kiệm miếng. Còn bây giờ mình sẽ ăn thử luôn coi lẩu bò miếng này ngon không. Bây giờ nóng quá. Mình ăn miếng á không có mùi vị gì luôn á, ngộ ghê á. Nó chỉ nghe mùi của bò thôi, nước lẩu bò thôi. Mình ăn miếng bò cho ngon không? Dạ phỏng, phỏng. Bò thì nó giống như mấy cái miếng bò trong bò kho á bạn. Mì mèo à, nó rụt luôn á. Ăn được, ngon á. Tối hôm qua tới giờ mình ngủ trên võng này rất là dễ chịu, ấm cúm luôn nha. Do ngủ trên cao đó nó không có mũi. Với con mền gói rồi rất là ấm cúm. Và bây giờ sẽ đi rửa mặt, súc miệng và ăn sáng nha. Do mình ở trên cao không có nấu nướng gì được nên mình sẽ ăn bánh mì với xúc xích luôn nha. Rồi tiếp theo là cu 3 sao các bạn. Cu 3 sao thì nó ngủ cũng sát mặt đất. Mang tiếng là ngủ trên cây nhưng thực ra là nó chỉ giăng vô cái hai cái cây. Hai đầu hai bên như vậy thôi. Gọi là ngủ trên cây luôn các bạn. Quay. Quay. Ba sao? Nó ngủ nó sai chứ chết luôn á. Anh giật mình luôn ha, giật mình luôn ha. Sao mà ngủ ở đây được không em? Dễ chịu không? Được. Cái ok luôn hả? Đi dừng ở nhà hả? Nói chung là nó ngủ là đơn giản như vậy thôi bạn. Nằm võng ngủ thôi. Rồi sống mơ thì lương thực nó chắc nó tính ăn là xúc xích nè. Khô gà lá chanh đồ. Đó, nói chung là đồ ăn nó còn như đây à. Còn bên hay sao của mình thì ngủ tương đối ổn mấy bạn. Do mình đốt một đống lửa ở đây nè mấy bạn. Nên ngủ tương đối ổn. Bây giờ mình sẽ đi rửa mặt súc miệng, make up rồi đi ăn sáng nha mấy bạn. Còn buổi sáng thì mình sẽ ăn một trái chuối Mỹ siêu to không lồ và bắp nướng nha mấy bạn. Bắp này bây giờ đã chín rồi. Còn đằng đó là mình đang nấu trà. Tiếp theo là bạn Toàn một sao nha. Tối qua giờ ngủ sao em? Khó ngủ lắm anh.
nó đau lưng nữa. Với lại nằm im có được con chỗ à. Thì Duy là nhỏ quá không có được, không có dít qua dít lại được đúng không? Đúng rồi, với lại đau lưng. Nó hơi cong đau lưng hả? Tại cái này nè. Mấy cái này. À mấy cái nút khác á hả? Đúng rồi. Rồi xong rồi ăn gì em? Xong rồi em ăn bánh mì với xúc xích tiếp tục. Khoảng tiếp tục món hôm qua. Đúng rồi. Bánh mì xúc xích. Còn đúng hai miếng. Còn đúng hai miếng nhỏ. Đây cái nhà lưới của mình là nó sẽ như vậy các bạn. Di chuyển khá là khó khăn. Do nằm ở trên rất là cao. Đây. Nhà lưới của mình có mái che và dưới đây là giặt lưới, sau đó bỏ mình rồi một chiếu gói lên. Rồi tiếp theo là Hương trải nghiệm leo lên nha bạn. Đúng vậy. Từ từ thôi nha, từ từ thôi, từ từ thôi. Quá nghiêm trọng. Với những người. Con nào muốn trải nghiệm ra đây không? Dạ mời anh ơi. Thì. Đúng rồi. Thì. Không ai muốn trải nghiệm chỉ còn Hương chứ vậy thôi. Biết là sự gian khổ của con nhà nè. Đèn tơ bắt một ngày. Dạ. Spider-Man. Ghê quá. Gung, sao ok gung không kìa, tay gung kìa. Con nhà mà sợ đồ cao là chết. Đây nói chung là cái nhà lưới này thì nếu như có những cái chỗ ngủ rồi ghế đồ thì ok các bạn, chứ đi chân không là rất là đau nha. Mấy cái dây hừng này đứng ghét rất là đau giò luôn các bạn. Vậy mình kết thúc video tại đây nha. Nói chung là video hôm nay là làm theo cầu của nhiều bạn, làm nhà trên cây. Bạn nào thích video này hãy nhấn like chia sẻ, các bạn nào chưa nhớ đăng ký kênh thì hãy lấy đăng ký kênh nha. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới. Tạm biệt các bạn. Clip này là mình không có tấu hài các kiểu được nha các bạn, cho ở trên cây tấu hài phát là nằm dưới đất luôn. Nên chỉ đơn giản là review rồi ăn uống thôi nha các bạn. Hẹn các bạn ở những clip sau mà ở dưới mặt đất nha. Clip trên cây thật sự là rất là gian khổ luôn. Tạm biệt các bạn.